Anh ơi hướng dẫn chỉnh ống ngắm. Bây giờ ở cự ly này bắn ra cái mít đó nha anh em. Giờ em sẽ bắn cái trái mít ở trên cao đây nè. Trái mít ở dưới thì nãy em bắn phát rồi. Trái mít trên cao mà màu vàng vàng này, phấn nhiều này. Đó anh em thấy không? Rất chuẩn nha anh em. Đó. Cũng khá xa đấy, không có gần đâu. Bắn cái trái mít. Đây anh em. Đây anh em. À, trái này nó cũng bị hư. Trái này nó bị con gì cạp rồi. Đây mình bắn ở giữa này nè, bắn viên bi xuyên bên này. Đó. Anh em thấy không? Lúc nãy mình bắn cái trái dưới này. À, lúc nãy mình bắn trái dưới này, mình tính bắn tiếp phát nữa. Nhưng mà mình ở trong mình nhìn ra thì mình thấy cái này nó có dấu đen đen thì đó anh em thấy không? Nó chỉ cái như ngón chân cái thôi anh em. To bằng ngón chân cái thôi. Thấy không? Đó. Bắn từ trong nhà để bắn ra đây. Mà mục tiêu chỉ to bằng ngón chân cái thôi nha. Đây. Đây anh em. Thì cái hàng cái này là cây K4. Thì anh em xem có thể là xem mẫu thích mẫu nào thì gọi điện cho em đặt và đặt cọc nha. Ít nhất là 50.000. Hình thức chuyển khoản hoặc là bằng hình thức chuyển khoản hoặc là cả điện thoại nha anh em. Anh em nào mà không muốn cọc thì có thể là mua phụ kiện là cánh phượng cò này, laser này về tự lắp tự làm cái bán gỗ. Rồi. Nè. Đầu tiên cầm cái này chặt lại để an toàn cho cái chân. Đó, đạp lên. Rồi. Như vậy thì em sẽ zoom lên nha anh em. Bật cái laser lên nè. Đó, em sẽ zoom lên nè. Những cái đoạn này không cắt ghép gì hết. Thấy chưa? Thấy cái trái đó chưa? Thấy chưa này? À thấy rồi, thấy rồi. Rồi bây giờ em sẽ bắn nha. Em sẽ rọi cái laser vô anh em thấy cái laser, để ý thấy cái laser nha. Bắt phát con cũng cướp cò. Lại phát. Cướp cò cái là chưa có im cái viên, chưa có im cái súng này mình đã. Cướp cò này. Dài. Tính dài. Nhưng mà dây 4 ly rồi nói chuyện. Rồi lại anh em. Đó. Thấy không? Thấy ok không? Nói gì? Đó. Kinh không? Ủa, cái này bắn ngon cái giỡn à. Cái lực này có đủ mực điện không? Không, ná mày đâu phải như BCB được. Nè. Bắn bi nhỏ thì nhỏ nó chẳng bi này là vừa đẹp. Nếu mà muốn thì chơi dây nhỏ. Rồi ok anh em. Ở video trước thì em đã có test thử cây ống ngắm nhanh này và hướng dẫn anh em chỉnh cái laser này. Và em cũng có nói rõ với anh em là cái nguyên lý chỉnh nó cũng tương tự thôi. Rồi ok anh em, quay lại cái chủ đề chính của cái video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh em chỉnh cái laser, quên cái ống ngắm nhanh này. Thực ra cái ống ngắm nhanh này á thì nó còn xịn sò hơn những cái laser hoặc là kính bắn nhanh hoặc là một số cái mà chỉnh bằng cái lục giác á, thì nó không có xịn bằng cái dòng ống đâu. Ống thì mình chỉnh bằng cái tua vít thì cái nguy cơ nhảy tâm của nó sẽ rất là thấp. Nè, chỉnh bằng cái tua vít nè, vặn mấy cái này. Nè, vặn bằng cái này. Nè, mình chỉnh bằng cái tua vít thì cái nguy cơ nhảy tâm nó rất là thấp. Clip hôm qua, hôm kia thì em có hướng dẫn anh em chỉnh cái laser xanh. Thì cái này nó cũng tương tự thôi. Cái dòng này nè, ở trên nè, thì thay vì cái laser thì nó là cái lỗ lục giác. À, có thể siết vô là đẩy tia đi xuống. À, vặn ra là kéo tia đi lên. Và cái này nó cũng tương tự như vậy anh em, tương tự như vậy nó có cái chữ úp. Nó có cái chữ úp nè, và dấu một tên úp có nghĩa là lên. Úp nghĩa là lên. Còn đau nghĩa là xuống. Thì mình thấy chữ úp rồi ha. Mình sẽ dặn theo cái chiều úp là lên. Đó. Còn mà mình dặn ngược lại là nó xuống là đau. Úp đau. Đó. Còn bên này á, tương tự cũng vậy thôi. Tương tự cũng vậy thôi. Nha. Thì ở đây nó để chữ L. L là left. L là left nghĩa là trái. Còn R là right là phải. Thì nó cũng có giống mũi tên. Thì tương tự chúng ta sẽ vặn. Đó. Thì áp dụng đúng cái nguyên lý mà hôm qua. Cái clip trước em hướng dẫn em chỉnh cái laser đầu đạn màu xanh đó thì đối với cái nguyên lý đó thì tương tự kính ngắm nhanh ống ngắm nhanh hay laser đầu bằng hay là laser giá thì đều áp dụng đúng một cái nguyên lý đó thôi.
Rồi chúng ta sẽ đặt cái này vào, chúng ta làm tương ứng. Rồi em mới xả có một vòng mà nó đã lên cao rồi, anh em thấy không? Em tiếp tục xả ra nha. Đó, anh em thấy không? Em xả tới đầu cái laser nó lên tới đó, anh em thấy không? Rồi bây giờ nó lên cao hơn cái đầu cánh phượng này nè. Tiếp tục thì cái bên cạnh cũng vậy thôi. Chúng ta cái bên hông chúng ta sẽ vặn. Bây giờ nó đang bị lệch qua bên phải rồi, chúng ta sẽ siết vào. À, chúng ta sẽ siết vào cho nó đẩy qua bên trái. Anh em thấy không? Anh em thấy bây giờ nó đã bắt đầu vào giữa rồi nè, anh em thấy không? Rồi, đẩy bắt đầu nó đẩy vào giữa đây nè. Rồi cái này nó mới chỉ là tương đối thôi nha anh em. Chúng ta sẽ lấy lên chúng ta bắn thử. Rồi, giờ nó là bắt đầu tương đối giữa đây nè. Chúng ta sẽ lắp vào chúng ta bắn thử. Rồi. À, bây giờ nè, lắp vào bắn thử. Rồi, bây giờ anh em thấy nè. Đó. Cái laser nè, nó đi ở trên cái cò nè. Em thấy không? Trên ngay đỉnh cò luôn mà nó ở giữa luôn nè. Anh em nhìn kỹ nha. Nó ở giữa hai cái đỉnh cò luôn nè. Ta sẽ chút cái đầu này xuống. Chút cái đầu này xuống. Chút thẳng xuống nè. Đó. Và ở trên nhìn thẳng xuống. Ở trên nhìn thẳng xuống. Là cái tia nó phải đi vào giữa nha anh em. Cái tia nó sẽ đi vào giữa. Đây. Cái tia nó sẽ ăn vào giữa. Và hơi cao hơn một chút. Đó. Tùy theo mà anh em mà chỉnh gần á, thì anh em cho nó hơi cao một chút. Mà anh em chỉnh xa thì anh em chỉnh cái tia cho nó đi xuống thấp một chút. Anh em biết sao không? Anh em chỉnh cái tia xuống thấp một chút á, thì khi mình cầm cái ná thì nó sẽ cấp đầu lên. À, anh em biết rồi, cái ná thì nó sẽ là nhìn rồi giữ người ta. Đi rồi nè. Có nghĩa là anh em mà chỉnh cái laser, cái tia mà thấp á thì đạn nó sẽ ăn lên. Mà anh em chỉnh cái tia lên cao á thì đạn nó sẽ ăn xuống. Anh em hiểu không? Cái tia mình rọi cao quá thì cái đầu nó sẽ bị chút xuống. Anh em thử cầm về là anh em biết. Đó. Anh em cầm đúng chỗ này nha. Anh em cầm đúng chỗ này nè. Nếu mà cái tia nó ăn ở trên cao, cái tia nó ăn ở trên cao thì có phải là cái đầu cái ná nó sẽ bị chút xuống không anh em? Đúng không? Anh em hiểu nguyên lý nha. Đó. Thì cái đầu cái ná nó bị chút xuống thì dẫn tới đạn nó sẽ ăn thấp. Và khi anh em chỉnh cái tia nó xuống thấp thì có phải là khi đó anh em phải rồi nè. Cầm rồi thì có phải là cái đầu của cái cánh phượng này nó sẽ nâng cao lên không? Đó, thì viên đạn nó sẽ ăn cao. Đó. Nó ngược lại thôi, đúng không? Đó. Có nghĩa là mình chỉnh cái tia cho cao hơn cái đầu cánh phượng nhiều á thì đạn nó ăn thấp. Đó. Chỉnh cho nó xuống thấp thì nó sẽ ngóc cái đầu cánh phượng lên là đạn nó sẽ ăn cao. Không nguyên lý thì đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta sẽ úp xuống ha. Đầu tiên là úp xuống. Úp xuống như thế này nha. Úp xuống như thế này. Mà chúng ta ở trên nhìn xuống, bật cái laser ra trên nhìn xuống. Bật cái kính này nè, chứ không phải là cái laser. Bật cái kính này nè. Bật cái kính này lên. Đó, em sẽ bật cho anh em xem. Chúng ta sẽ bật thử lên nè. Đó. Lúc này anh em thấy một cái tia màu xanh đó anh em. Đó. Đó, bây giờ nè, cái này là em chỉnh rồi nên nó nằm rất là giữa nè anh em thấy không? Rất là giữa luôn nè. Giữa hai cánh phượng nè. Giữa hai cánh phượng và hơi cao hơn đỉnh nó một chút xíu. Đó. Lúc nãy là em bắn cái laser đầu đạn rồi đúng không? Bắn mục tiêu là cái trái mít đó rồi đúng không? Thì bây giờ em sẽ bắn bằng cái này thử cho anh em xem. Em sẽ bắn bằng cái kính này cho anh em xem. Nó rất là chuẩn nha. Đây, em sẽ bắn thử cho anh em xem. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tập xuống thử. Đầu tiên chúng ta sẽ kẹp cái viên B10 này giữa giữa. Họ điện quá trời luôn. Mỗi lần quay video là anh em họ điện quá trời. Đó, chúng ta kẹp vào giữa này. Rồi, tương đối nha. Rồi, chúng ta sẽ dùng tay này. Chúng ta dùng chân. Rồi. Ở đây là em bật sẵn rồi nè. Mình không bật nữa nha. Thì bây giờ là mục tiêu là cái trái mít nhỏ ngoài kia. Bây giờ chúng ta sẽ bắn cái trái mít nhỏ ngoài kia tiếp. Đây, em vào đây. Thì anh em dễ nhìn nha. Rồi. Lúc nãy chúng ta bắn cái trái mít trên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắn cái mít dưới. Cái này thì nói chung là bằng nó to hơn cái lúc nãy tí, cái lúc nãy bằng ngón chân cái này có thể to hơn chút xíu. Mà trái này có bắn rồi nên là chúng ta bắn tiếp. Đó, chúng anh em thấy không? Chúng nó lắc anh em thấy không? Mà nó hơi bị rung tay, nó bị trượt qua bên trái. Em sẽ bắn lại khác nữa. Gì
cái này về kiểm chuẩn nè. Cái này thì không là chỉnh rồi, tại không có test cái bia giấy, test cái lon, chắc chắn nó sẽ có bị lệch cái gì. Và chúng ta sẽ dùng lại ha. Gió nó lắc này, trái nó khó, gió nó lắc. Đúng rồi. Tuyệt đấy. Tuyệt đi. Đây nè. Phía bên kia tí. Xíu xíu. Này vẫn trong không? Không, lên đúng, sạc. Lật. Sạc, sạc mạnh luôn. Lên bên trái. Lật về bên kia. Lật về bên trái. Em biết. Phát đầu tiên nó cũng bị lật đó, nó sượt thôi đó. Đây là biết nó là bắn trừ hao. Bữa là mình bắn canh cái lon nó to đó. Ok. Trừ hao lại xíu ha. Rồi, ta sẽ ra xem. Ôi giời. Đây anh em. Cái phát sau là nó trúng đây nè anh em. Trúng cái nhỏ ở trên. Phát là trúng đây, phát nữa là trúng ở trên, là hai phát là tưởng hụt anh em, nhưng mà nó vẫn trúng, một phát trúng đây, phát trúng đây, phát sau là em trừ hao nó lệch qua để cho nó trúng cái cuốn, mà cuối cùng là, nè, cuối cùng là nó lệch qua nó là trúng này, đó. Mà tại vì gió nó cũng lắc nên, gió nó cứ lắc vậy, đó. Nên là đó thì em quay cho anh em thấy là nó rất là chuẩn nha, rất là chuẩn nha, đỉnh nhất là cái laser, đỉnh nhất là cái laser xanh đó. Mà em bắn cái này thì chắc to bằng ngón chân cái thôi. Cái này to bằng ngón chân cái thôi. Mà bắn thì thấy rất là ok. Ngón chân cái thôi. Rất là xa đó nè. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây nhé. Đó, anh em thấy không? Nếu mà bắn chim ngủ đêm thì thoải mái luôn, bắn chim, bắn cò, bắn gà rừng thì thoải mái luôn. Nhưng mà nói chung là cái súng ná thì chỉ bắn như vậy thôi, chứ còn nó mà bê đi mà bắn cự ly xa như cái súng condo là không được nha anh em nha. Ok, như vậy thì em xin kết thúc clip tại đây ha. Nếu anh em nào mà có thắc mắc gì thêm thì bình luận ở bên dưới ha. Em sẽ làm nhiều video liên quan để hướng dẫn anh em sử dụng nha. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe, bình an, thành đạt nhé. Bye bye.